Các bạn biết vì sao không? Đấy là bởi vì câu này người ta không cho các bạn cái công thức, mà người ta lại cho các bạn tên. Tên để các bạn phải đưa ra công thức. Vậy thì câu này thì nghĩ là các bạn viết được tên thì các bạn giải quyết được ngay đúng không? Chúng ta có ammoniac là NH3, metinamin CH3 NH2, anilin C6H5 NH2. Vậy là mình có anh amin thơm ở đây. Anh C6H5 mình anh thơm. Ok chưa? Anh số 2 của mình là anh ấy no. Đó. Đấy, nguyên tắc của chúng ta là thơm sẽ nhỏ hơn, tính bazơ sẽ nhỏ hơn ammonia và nhỏ hơn được cả amin no. Chúng ta bắt đầu thôi. Ở đây của thầy ngày hôm nay chuẩn bị cho các bạn thì chúng ta có 25 câu với các mức độ là từ dễ đến đến khó, đúng không? Nên mình sẽ xem thử mấy câu biện luận về este bên dưới nó có cái gì gọi là khó khăn với các bạn không nhá. cũng đếm lại hai phía đấy. Chúng ta đến với câu đầu tiên, một câu rất cơ bản đã, nhẹ nhàng trước. Thế bài hỏi các bạn đấy là tên của anh metin format và công thức là gì? Thì đây là công thức chúng ta sẽ gọi tên của este đúng không? Vậy thì các bạn nhắc lại một tí nhá. Gọi tên của este thì tương đối đơn giản, các bạn hãy gọi cái phần R phẩy trong cái công thức là RCOO, R phẩy trước. Đó, chúng ta sẽ gọi tên của R phẩy này. Thầy thì thầy hay gọi đơn giản như thế này, cộng với tên của cái RCOO. Được chưa? Đây RCOO thì nó là cái phần của gốc axit. Khi mà mình mất hydro đi thì cái còn lại mình gọi là gốc axit. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là metin, gốc metin của mình là CH3. Gốc metin của chúng ta là gốc CH3 này. Format của mình là HCOO đúng không? Đó, ok rồi. HCOO. Thế này. thế thì chúng ta sẽ có cái công thức của mình là gì nhỉ? Format này. Đúng không? Format này. Format này. Mình sẽ loại ngay câu D. Câu D này của mình là acetat. Các bạn còn nhớ không nhỉ? Tiếp nhá. Bài ý còn lại. Thế thì chúng ta sẽ có cái phần metin. Metin ở đây thì các bạn nhận ra ngay đáp án chúng ta là phương án C. Đúng không? Metin format. Phương án C thầy. Thế thì còn phương án A là gì nhỉ? Phương án A của chúng ta sẽ là etin. Đúng không? Etin format. Phương án B của mình thì gốc này là gì nhỉ? C2H3 chúng ta sẽ là vinin. Đúng chưa? Format. Anh D tất nhiên là nó không phải là format rồi. Nhưng mà tiện thì mình cũng gọi luôn. Cái này chúng ta sẽ là metin acetat. Ôn lại cho các bạn một chút. Đã nhớ nhớ chưa nhỉ? Con này thì khá đơn giản đúng không? Còn như là ai học về phần hóa hữu cơ 12 cũng sẽ bắt đầu bằng phần gọi tên và este. Câu hỏi số 2, câu hỏi số 2. Đây là một câu hỏi liên quan đến phần gọi tên về chất béo. Chúng ta có một cái este là C17H33COO 3 lần, C3H5. Thế thì các bạn chú ý thầy, đây là chất béo. Thì bản thân các chất béo của chúng ta nó cũng là gì nhỉ? Trieste đúng không? Nó sẽ là trieste. Nên cái tên của nó chúng ta sẽ bắt đầu một chữ tri là như vậy, còn đây mình chữ tri này, tri này, tri có nghĩa là ba. Vậy thì chúng ta sẽ không thể là chọn câu B được rồi đúng không? Thầy thì hay nhớ đơn giản như thế này, đối với những cái tên chất béo thầy sẽ nhớ theo cái anh axit của nó, ví dụ như C15H31 chẳng hạn, COOH chẳng hạn. Thầy thấy ở đây anh này sẽ là axit palmitic, cái axit palmitic này thì nó tương tự tương ứng nó sẽ tạo ra cái khi mà đi vào công thức của chất béo ấy thì nó sẽ làm C15H31 COO 3 lần C3H5 đúng không? Bởi vì các chất béo của mình nhá thì về cơ bản nó sẽ có công thức dung dạng như thế này. Mình viết gộp lại như này. RCOO 3 lần C3H5. Ok chưa? Thế thì ở đây ví dụ như anh này thì mình sẽ gọi là gì nhỉ? Chi palmitin. Thế thì mình sẽ còn lại hai axit khác nhé. Chúng ta sẽ có anh C17H35 COOH. Thì mình sẽ có anh này sẽ là axit stearic. Chuẩn bài chưa? Còn cái C17H33 là cái mà mình trả lời ở câu 2 này. Nó sẽ là axit gì nhỉ? Ole. Oleic. Oleic như vậy thì khi mà vào chất béo nó phải là thành ole. Olein.
Tên họ đầy đủ là Chiêu Lê In. Đó, các bạn nhìn thấy không? Như vậy câu số 2 này sẽ chọn được phương án D, không khó khăn gì cả. Câu số 2 D. Câu số 3 nào. Hỏi số đồng phân este có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Một este có khả năng tham gia trắng bạc khi nào nhỉ? Khi mà nó có cái nhóm format, đúng không? Trắng bạc tức là có format, có HCOO. Thế thì ở đây chúng ta có anh C4H8O2 thì anh là no đơn trước mạch hở rồi. No đơn trước mạch hở với N bằng 4. Thế thì mình lại phải có thêm một điều kiện chặn nữa là nó phải là format. Vậy thì các bạn viết cho thầy để cái khung cứng của chúng ta là HCOO đã. Đó, để đảm bảo cái phần trắng bạc đã. Đúng không? Đó. Thế bây giờ mình sẽ còn lại mấy carbon. Mình sẽ còn lại 3 carbon. Cái 3 carbon này các bạn có thể viết thẳng hàng nhau. Đó. Hoặc là các bạn có thể viết dãy nhánh xuống. Đúng không? Bởi vì 3 carbon của mình là mạch propin. Propin của chúng ta thì sẽ có hai kiểu. Một là mạch thẳng và hai là mạch nhánh. Các bạn điền cho đủ hydro và chúng ta sẽ được công thức đúng thôi. CH2, CH2 và CH3. Đảm bảo là C4H8O2 chưa? Tương tự với anh bên này nhá, chúng ta sẽ có CH này, CH3 và CH3. Ok. Chốt kèo câu này thì chúng ta sẽ chỉ có hai đồng phân tham gia trắng bạc thôi. Hai đồng phân của C4H8O2 trắng bạc. Đáp vào đây câu 2 phương án là A. Đó. Tiếp nào, câu số 3 chọn là thành phương án A nhé. Câu số 4. Câu số 4. Câu số 4 này là chúng ta chuyển sang phần đường. Để bài học các bạn đó là số nguyên tử oxy trong phân tử saccharose. Thì đây là một câu kiểm tra về công thức phân tử thuần túy thôi. Chúng ta có nhắc lại đường một tí nhá, nhắc lại đường một tí nhá. Chúng ta có các đường đơn. Đường đơn của mình thì sẽ là C6H12O6. Đây là loại đường không phỉ phân. Người ta phân loại đường, đường đơn, đường đôi, đường đa thì thực ra chỉ dựa vào cái khả năng phỉ phân thôi. Đường này không phỉ phân này. Còn cái đường của mình đang xét là đường sắc-ca, là đường đôi. Đường đôi. Công thức phân tử của nó là C12H22O11. Được chưa? Nó cũng là các đường đa. Đường đa của mình thì nó sẽ là C6H10O5NL. Gồm nhiều gốc glucose liên kết với nhau. Thì đối với câu số 4 này các bạn thấy là số nguyên tử oxy của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây? Bằng 11 nhá. Cái câu này đừng có khoanh A và B và C nhá. Là bị chắc là bị khoanh vội quá ấy, đúng không? Và nếu không thì rất đơn giản các bạn thấy là chúng ta sẽ có 11 nguyên tử oxy. 11 oxy. Câu số 4 này chọn thành phương án A là chính xác nhé. Câu số 5. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỷ tím? Không làm đổi màu quỷ tím. Ở đây là một câu hỏi về các amin. Các bạn đã nhìn qua là chúng ta sẽ có các amin. Lần lượt chúng ta sẽ có anh C6H5NH2, anilin, NH3, amoniac là một chất vô cơ. Chúng ta có một amin bậc 1 no, đây là anh etinamin, và một anh amin bậc 2. Đó. Thế thì các bạn còn nhớ cái so sánh tính bazơ không? So sánh tính bazơ. Nó sẽ tính bazơ thì các amin thơm sẽ có tính bazơ giảm đi so với ammonia. Lý do là nhóm C6H5 này nó hút electron, là một độ e của nitơ giảm đi thì tính bazơ nó giảm. Nên là càng nhiều gốc thơm nhé mà gắn trực tiếp vào nitơ thì tính bazơ nó càng yếu. Bản thân các amin no thì ngược lại, các amin no thì có các gốc đẩy e. Đấy, ví dụ như là anh CH3, CH2, NH2 chẳng hạn. Thì bởi vì hiệu ứng đẩy e của những carbon no vào cái nguyên tử nitơ của mình ở đây. Thế nên là nó sẽ có được tăng cường tính bazơ. Nên tính bazơ của nó sẽ mạnh hơn ammonia. Thế thì so với bậc 1 và bậc 2 thì bậc 2 nó còn lớn hơn bậc 1. Đó, hiệu ứng đẩy của nó còn mạnh hơn nữa. Đúng chưa? Bậc 3 thì mạnh hơn bậc 2 thì chưa chắc, bởi vì nó còn ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng không gian cồng kềnh nữa. Còn bậc 1 và bậc 2 thì chắc chắn là bậc 2 no thì nó sẽ bazơ mạnh hơn bậc 1 no. Ok chưa? Thế thì những anh nào ammoniac làm đổi màu quỷ tím sang màu gì nhỉ? Sang màu gì cả nhà? Các bạn comment không chắc là thấy. Sang màu xanh, đúng không? Vậy thì cả ba anh này bắt đầu từ NH3 có thể làm quỷ tím màu xanh. Vậy những anh có tính bazơ mạnh hơn nó thì tất nhiên cũng sẽ làm quỷ tím chuyển sang màu xanh rồi. Đó, nó sẽ làm quỷ tím chuyển sang màu màu xanh. Ok chưa?
À, trong khi đấy mà anh amin yếu như này thì nó cũng có tính bazơ, nhưng bazơ của nó quá yếu đấy. Một amin no như thế này, à một amin thơm như thế này có tính bazơ quá yếu thì nó không đổi màu quỳnh. Vậy thì câu 5 này các bạn chốt hại cho thầy phương án là à chúng ta có anh anilin không đổi màu quỳnh, rất cơ bản đúng không? Câu số 6, câu số 6 chúng ta vẫn là một câu so sánh tính bazơ của các amin. Ở đây chúng ta có ammonia, có metinamin và aniline. Thế câu 6 này thì nó độ khó là cao hơn câu số 5 rồi. Các bạn biết vì sao không? Đấy là bởi vì câu này người ta không cho các bạn cái công thức, mà người ta lại cho các bạn tên. Tên để các bạn phải đưa ra công thức. Vậy thì câu này thì nghĩ là các bạn biết được tên thì các bạn giải quyết được ngay đúng không? Chúng ta có ammonia là NH3, metinamin CH3 NH2, aniline C6H5 NH2. Vậy là mình có anh amin thơm ở đây. Anh C6H5 mình anh thơm. Ok chưa? Anh số 2 của mình là anh no. Đó. Đấy, nguyên tắc của chúng ta là thơm sẽ nhỏ hơn, tính bazơ sẽ nhỏ hơn ammonia và nhỏ hơn được cả amin no. Vậy ở đây anh số 3 sẽ phải là nhỏ nhất. Anh số 3 sẽ là nhỏ nhất. Anh số 3 sẽ nhỏ hơn anh số 1 và nhỏ hơn anh số 2. Vậy đáp án chính xác nhất ở đây là A. À, câu B này thì sai rồi. Đó, ammonia của chúng ta thì không mạnh hơn được amino. À, CD thì loại luôn. Ok chưa? À, các bạn nói được cái quy tắc nhé. Chú ý này, nhiều lúc các bạn hay bị quên thôi. Chúng ta khi mà muốn so sánh tính bazơ, mình sẽ có các amin thơm, có nhân thơm gắn trực tiếp vào nguyên tử nitơ, sẽ có tính bazơ là nhỏ hơn anh ammonia và nhỏ hơn các amino. Các amino bậc 1 thì sẽ nhỏ hơn các amino bậc 2. Thôi bị chém rồi. Amino bậc 1 thì sẽ nhỏ hơn amino bậc 2. Ok chưa? Như vậy câu số 6 ổn rồi đúng không? Chọn là phương án A nhé. Câu số 7 nào. Câu số 7. À, đây bài học có bạn về chất nào là amin bậc 3. Thì đây là một câu phân loại cho bậc amin. Câu này thì cũng sẽ nhắc lại lý thuyết cho các bạn nhé. Đó. Amin của chúng ta có thể phân loại theo bậc. Nó gồm phân loại theo bậc. Bậc này là gì? Bậc này chính là số nguyên tử hydro đã bị thay thế bởi các cái gốc hydrocarbon. Vậy thì một cách đơn giản các bạn nhận diện cho thầy là nếu mà thay thế một lần nhé. Nếu mà các bạn nhìn thấy nhóm NH2 này. Đó, thì các bạn đây là cái trick của thầy đấy nhá, cái mẹo để nhớ cho nhanh này. NH2 thì các bạn khẳng định đây là bậc 1. Được không? À, một thì cũng biết luôn là số số cho nhanh nhé. NH của chúng ta sẽ là bậc 2. Đó, và N tức là không còn một tí hydro nào chúng ta sẽ là bậc 3. Được chưa? Đây là cái mẹo của thầy thì anh đấy nhá. Còn nếu không các bạn phải biết đúng công thức đấy. Vậy thì nhận diện nhanh nhé, các bạn nhìn này. À, nhìn NH2 không? NH2 không? NH đâu? Vậy thì anh nào là bậc 1 nhỉ? Chúng ta có B bậc 1, C bậc 1, anh D bậc 2 và anh A của mình là bậc 3. Chọn phương án A cho thầy. Đó. Câu số 7 chọn thầy phương án A. Câu số 8. Câu số 8. Số đồng phân amin bậc 1 của anh C4H11N. Thế thì C4H11N thì các bạn có thể nhận diện nhanh cho thầy là nó thuộc cái nhóm là CnH2n cộng 3N đúng không? Tức hay là cách khác nó là no đơn chức và bạch hở. Thế nói tắt là no đơn hở như vậy. À, số đồng phân amin bậc 1. Muốn là amin bậc 1 thì chúng ta sẽ phải có nhóm gì nhỉ? Sẽ phải có cái nhóm NH2. Ok chưa? NH2 thế thì cách để viết đồng phân anh này nhé. Thì các bạn có thể viết cái khung carbon ra. Bốn carbon thì nó sẽ có hai kiểu mạch. Một là kiểu mạch thẳng. Thật ra gọi là mạch không nhánh thì nó chính xác hơn. Nhưng mà cái gọi cũ thì người ta gọi là mạch thẳng. Mạch thứ hai là mạch gọi mạch không nhánh nhá, mạch bên dưới của mình là mạch có nhánh đúng không? Đây chính là bốn cái carbon mạch chính của mình. Thế thì muốn đếm cái đủ đồng phân thì các bạn phải xác định được cái yếu tố đối xứng ở trong phân tử này. Ví dụ như anh đầu tiên thì có một yếu tố đối xứng là đây, cái trục nằm ngang như này, bên trái bên phải nó sẽ đối xứng nhau. Đối với anh tiếp theo thì chúng ta cũng chỉ cái đối xứng như này, đối xứng xương cá đúng không? Tức là ba cái carbon xung quanh này của mình, 1, 2, 3. Ba này tương đương nhau. Ok chưa?
Thế thì câu này các bạn thấy là chúng ta bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ là điền cái nhóm NH2 vào cái mạch carbon này thôi. Ví dụ nhá, thì điền carbon vào vị trí số 1 đó, thì điền vào đây. Điền một chất đúng không? Thì điền tiếp tục vào vị trí này. Thì điền anh số 2. Cái này thì đừng điền nhá, bởi vì nó sẽ bị trùng. Đúng không? Sẽ bị trùng. Bạn hiểu được không? Đối với cái mạch carbon bên phải thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể điền vào đây. Đó, ta sẽ được vị trí số 1. Nếu mà các bạn điền xuống dưới thì thực ra nó vẫn là anh số 1. Vào đây thì nó vẫn là anh số 1. Bắt đầu thành sẽ tiếp tục từ này các bạn dễ hiểu. Đây là anh số 2, anh số 1. Tức là ba anh số 1 này trùng nhau. Và anh ở giữa này chúng ta là anh số 2. Đúng không? Đó, thầy sẽ viết một cái công thức đầy đủ nhé. Các bạn thấy là nó chính xác là C4H11. Ví dụ như là CH3, CH2, CH2, CH2 và NH2. Đó. Tóm lại, chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 thành phần amin bậc 1. Ok chưa? 4 thành phần amin bậc 1. Đây là câu số 8. Đó. Thế thì chạy đáp cho thầy câu này là trả lời phương án A. Câu này mà các bạn trả lời là câu D thì là chắc là bị đếm tổng số đông phân rồi. Đó. Tổng số đông phân câu này hình như là 8. Còn có một công thức để tính tổng số đông phân ấy, nhưng mà thầy thầy không hay dạy học sinh cái công thức đó. Chỉ đơn giản là thầy không thích thôi. Đúng không? Ok. Đến câu số 9 nào. Đến câu số 9. Câu số 9. Chúng ta sẽ đề bài hỏi chúng ta về glycine không tác dụng vào chất nào sau đây. Thì các bạn nhớ là từ khóa đây là không nhé. Đấy, và glycine. Thế thì công thức của glycine là như thế nào? Glycine bản thân nó là một amino acid đơn giản nhất. Trong phân tử vừa có nhóm NH2 mà lại vừa có nhóm COOH. Được chưa? Thế thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có là nhóm NH2 này sẽ có tính bazơ. Nó coi như là một amin bậc 1. Đấy, các bạn coi như vậy. Còn cái phần đuôi này chúng ta sẽ coi như là một axit carboxylic. Thế thì bình thường cái amino acid cụ thể là glycine của mình nhé. Để không thì tự cái phần axit với phần bazơ nó đã phản ứng với nhau rồi. Đúng không? Tự nó phản ứng với nhau rồi. Nhưng mà nếu có axit hoặc bazơ khác tham gia vào thì nó ví dụ mạnh hơn chẳng hạn. Ví dụ ở đây mình có axit. Thế thì phần NH2 này của mình sẽ phản ứng với axit nào? Có thể phản ứng với HCl, có thể phản ứng với HNO3, có thể phản ứng với cả H2SO4. Chuẩn chưa? Vậy phương án A này thì không đúng rồi. Đó. À, tiếp tục nhá. Cái phần axit này của mình, cái phần axit này của mình thì sẽ phản ứng với những chất nào? Axit carboxylic này thì có thể khả năng phản ứng với mình với những anh nào nhỉ? Với bazơ như NaOH, như là CaOH hai lần ở phương án D. Đó. Rồi nó có thể tham gia phản ứng este hóa là với CH3OH. Với xúc tác là HCl nhiệt độ. Đây chính là phản ứng este hóa nhá. Được chưa? Còn hai phản ứng hai anh trên này gọi là phản ứng trung hòa. Trung hòa phần axit của mình đi. Tạo ra muối. Và bên này cũng như vậy. Phản ứng tạo ra muối. Vậy thì ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ loại phương án B vì ta có thể tạo ra phản ứng este hóa. Loại phương án D bởi vì đây là một dung dịch bazơ. Chúng ta sẽ còn lại là anh không phản ứng ở đây là KCl. KCl đơn giản nó là một muối trơ nhá, thì nó sẽ không phản ứng với glycine. Ok chưa? Phương trình thì các bạn có thể nhờ các thầy cô trợ giảng viết giúp thầy nhá. Thầy sẽ cho cái hình đường sắp sao lên thì. Đó, ok chưa? Thôi, kệ nhá. Các bạn đừng để ý. Anyway, câu 9 như vậy chúng ta sẽ chọn câu C, câu 10 nào, câu số 10. Khẳng định nào sau đây là không đúng. Với những câu hỏi đúng sai thì đây là những câu hỏi lý thuyết ở mức độ cao hơn rồi. Đó là mức độ thông hiểu, tức là các bạn phải hiểu những câu hỏi của người ta. Thứ hai là các bạn phải biết tổng hợp kiến thức. Bởi vì thường trong một cái câu phát biểu đúng không đúng thì người ta sẽ hỏi rất nhiều khía cạnh của một chất. Hoặc là người ta hỏi đơn giản về nhiều chất nhưng mà người ta hỏi nhiều ý. Thì đảm bảo các bạn phải có kiến thức tổng hợp. Đúng không? Đúng hoặc sai. Thì với những câu nào nó đúng thì mình sẽ không cần thiết phải giải thích gì cả. Bởi vì đơn giản nó đúng thôi. Nhưng mà với những câu nào sai chúng ta phải chỉ ở chỗ sai, sai ở đâu, đúng không? Đó, đây là theo người ngồi cạnh hay theo người cùng đề ta có ấy, kiểu như vậy. Xem nào, câu A, thủy phân chất béo chúng ta thu được gì đây?
Câu 10. Thì phân chất béo thu được glycerol, coi đúng không nhỉ? Đúng quá rồi, thì phân chất béo thu glycerol. Bản thân chất béo thì mình sẽ là RCOO 3 lần C3H5. Khi thủy phân nó sẽ cắt cái phần C3H5 này ra thì ta lại tạo thành glycerol thôi. Một ancol 3 chức C3H5OH 3 lần. Ok chưa? Câu B. À chết, đây hỏi có nó không đúng nhỉ? Để đỏ đi chứ. À, câu B. Thủy phân chất béo trong cao hóa thì tôi được xà phòng. Câu này cũng chính xác luôn. À, thủy phân cao hóa trong cao hóa thì mình sẽ hoặc NaOH đi. Để viết chung vào đây nhé. Thì việc tạo ra glycerol thì mình có tạo ra muối nữa. Muối này của mình nhớ là muối là RCOONa hoặc RCOOK. Thì hai cái muối này, hai cái muối này sẽ đóng vai trò chính là xà phòng. Nên phản ứng thủy phân anh chất béo trong điều kiện môi trường bazơ ấy thì còn người ta còn gọi là phản ứng xà phòng hóa. Đó, xà phòng này còn giặt quần áo rồi để rửa xà bông á. Như vậy câu B này cũng là một phương án chính xác loại. Câu C, chất béo là một loại lipid. Thế thì chất béo là một loại lipid là đúng hay sai? Thế thì câu này là một câu đúng. Chất béo là lipid thì đúng. Bởi vì lipid của mình gồm có gì nhỉ? Lipid của mình gồm có gì? Lipid của mình gồm có chất béo, có phospholipid, rồi có steroid, rồi có sáp, rất nhiều thứ nữa. Như vậy mình có thể nói chất béo là lipid thì đúng, nhưng nói ngược lại là lipid là chất béo thì lại bị sai đúng không? Bị thiếu rất là nhiều. À, như vậy câu C này chất béo là lipid thì là một câu đúng. Câu D sai rồi. Câu D sai rồi. À, chất béo là diester của glycerol với axit béo. Chất béo là diester của glycerol và axit béo thì sai. Glycerol và axit béo thì mệnh đề này đúng. Tuy nhiên nó sai ở chỗ là diester. Chúng ta phải sửa thành là triester. Ester. Ok không? Các bạn nhận ra điều này đúng không? À, thế thì với những câu này các bạn muốn làm nhanh ý, thì các bạn phải luyện kỹ năng đọc lướt. Mình sẽ đọc lướt xem là những câu nào nó sai luôn, mình chọn luôn được. Và sau đấy thì mình nên đọc lại. Thầy những câu như này trong đề thì thầy thường làm hai lần. Làm một lần đầu xong sau thì làm lại một lần nữa cho nó chắc chắn. À, câu số 10 đã qua. Câu 11 lại tới. Chúng ta có phát biểu nào sau đây là sai? Metin acrylat, chipanmetin và chistearin đều là các ester. Câu này là chính xác và cụ thể nó chính là triester. Cụ thể hơn nhé là triester. Thế một số bạn bảo em này là triester phải là ester đâu? Có nhá, triester nó vẫn là ester. Như vậy cả ba này chúng ta đều là các ester. Trong đấy mình có hai triester là anh chipanmetin và chistearin. Và mình có một cái anh ester đơn trước nó là anh metin acrylat. Nhưng mà tự chung lại thì nó vẫn thuộc loại là ester thì là chính xác. Câu B, thủy phân chất béo chúng ta luôn luôn được glycerol nhưng mà thủy phân hoàn toàn, câu này đúng rồi. Mình vừa chữa bên trên. Câu C, ở điều kiện thường chất béo C17H33 COO 3 lần C3H5 là chất rắn. Câu này là một câu đúng hay sai? Câu này là một câu sai. Nó sai trạng thái rắn này. Bây giờ lại thành là trạng thái lỏng. Vì sao? Các bạn nhớ thầy đó là đối với các loại ester là R là các loại chất béo RCOO 3 lần C3H5. À, nó có hai trường hợp phân theo tính chất vật lý. Tức là nếu mà R của mình thì gồm toàn gốc no thì chúng ta sẽ có trạng thái rắn. Và người ta sẽ gọi đây là mỡ. Mỡ. Còn nếu R của mình không no thì nó sẽ trở trạng thái lỏng. Và lỏng này là lỏng như dầu. Đó. Rồi. À, ví dụ như là mình có chipanmetin và chistearin là chính là thuộc loại này. Bên dưới của mình thì ví dụ như là chúng ta có anh chi olein là thuộc cái nhóm này. Ok chưa? Câu 11 hãy chọn cho thầy phương án C là sai và phương án D thì chắc là đúng rồi. Thuốc tô dê có nhiều trong mật ong. Có nhiều là đúng nhá. À, tiếp tục với câu 12. Khi mà thủy phân hoàn toàn một mol peptide X mạch hở. Một mol peptide X mạch hở. Mình thu được 3 mol gly và một mol alanin. Thì đề bài học các bạn là số liên kết peptide ở trong phân tử X là gì? Đó. Thế thì các bạn là câu này ấy, các bạn phải tính cho thầy là chúng ta có bao nhiêu gốc gly, bao nhiêu gốc ala ở trong X.
Thế tính số gốc a-la một số a-ly dễ thôi, bởi vì đề bài cho sẵn số mon rồi mà. Như vậy chúng ta sẽ tính số gốc g-ly bằng cách nào? Đơn giản là các bạn sẽ lấy số mon của anh g-ly sau khi thủy phân hoàn toàn, chia chính số mon của x bằng 3 chia 1 bằng 3, đúng không? Tương tự như vậy các bạn tính cho thầy số gốc a-la ở trong x. Cái đề bài cho sẵn số mon là 1 rồi, thì mình sẽ bằng số mon của a-la chia cho mon của x và bằng 1 trên 1. Bằng 1 luôn. Bằng 1 luôn. Như vậy thì mình có 3 góc g-ly và 1 góc a-la, vậy thì mình khẳng định là x của mình sẽ có gì? X của chúng ta sẽ có 3 góc g-ly và một anh a-la. Hay nói cách khác, x của mình chính thuộc loại gì nhỉ? Là một anh tetrapeptide. Tetrapeptide thì sẽ có bao nhiêu liên kết peptide? Nó sẽ có n trừ 1, tức là có 4 trừ 1 bằng 3 liên kết peptide. Ok, xong. Câu 12. Các bạn còn phân vân gì câu này không nhỉ? Đặc biệt là số cái phần mà tính số gốc g-ly và a-la trong công thức. Nếu có thắc mắc gì thì có thể hỏi nhờ các thầy cô trợ giảng nhé. Câu này nó không yêu cầu mình biết cấu tạo cụ thể, nhưng mình chỉ cần tính số gốc g-ly và a-la thôi là giải quyết được rồi. Đó, đừng cố gắng phức tạp hóa vấn đề nhé, đơn giản hóa vấn đề thầy. Câu số 12 đã xong. Câu số 13. Chúng ta có một loạt các cái dung dịch, để đề bài hỏi các bạn là số dung dịch có thể phản ứng với CuOH 2 lần ở điều kiện thường. Thế thì những câu đếm như này thì các bạn thường hay đếm sai lắm, đếm sai cực kỳ nhiều luôn ý. Thế thì để làm những câu này thì các bạn chỉ có làm nhiều thôi nhé, còn những câu đếm như này thì chẳng có mẹo gì cả, các bạn cứ sai nhiều làm sao các bạn sẽ đúng đó. Chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là để phản ứng với CuOH 2 lần thì mình sẽ có những điều kiện gì để hòa tan được CuOH 2 lần? Thì ở trong chương trình hóa học 12 thì các bạn sẽ thấy là có thể phản ứng với cả axit H cộng. Nó có thể phản ứng với gì? Axit H cộng nên lấy từ đâu? Đấy từ những anh COOH này. Chờ. Thứ hai là nó sẽ bị hòa tan bởi những cái anh polyancol. Polyancol là như nào? Tức là nó có nhiều hơn hai nhóm OH liền kề nhau. Đó. Nếu các bạn thắc mắc liền kề là gì thì lại nhờ các anh chị ở đây cô trợ giảng giúp nhé. Ý thứ ba của chúng ta đó là nó sẽ phản ứng được với những anh tripeptide trở lên. Tripeptide trở lên. Nói cách khác là nó có nhiều hơn hai nhóm hai liên kết peptide. Nó cũng hòa tan được. Nó ra màu gì nhỉ? Nó ra cái dung dịch màu gì nhỉ? Màu gì thì tự tìm hiểu đi. Ok, như vậy câu 13 này chúng ta sẽ xem nào. Chúng ta sẽ có những anh nào thuộc nhóm axit ở đây nhỉ? Mình không có nhóm axit ở đây luôn. Ở trường hợp một loại này. Điều kiện 2 là có polyancol, nhiều nhóm ancol, chúng ta có saccharide, có glu, có glycerol và fructose. Vậy là mình được 4 anh. Điều kiện là peptide, đây không có peptide rồi. Như vậy câu này các bạn trả lời cho thầy là 4 thôi. Ok chưa? Saccharide, glu và glycerol và fructose là đều thuộc điều kiện 2. Đó là có nhiều hơn hai nhóm OH liền kề. Câu 13 đã xong. Câu 14. Đối với câu 14 này chúng ta có lại một câu đếm nữa đúng không? Chúng ta có số chất tham gia vào phản ứng thủy phân bằng bao nhiêu? Thế thì đối với những phản ứng thủy phân nhé, tức là chúng ta sẽ phân cắt nó bằng bằng nước. Đó. Ống nước, nước có nhận được phân cắt. Thế thì nước này thì chúng ta sẽ thường phải đi kèm với các xúc tác, ví dụ như là axit, bazơ hoặc là enzyme. Nhưng mà về cơ bản, các bạn thấy là nước chúng ta có thể cắt được những cái hợp chất như thế nào? Như thế nào? Khi mà chương trình hóa học hữu cơ 12 này, thế thì các bạn thấy là chúng ta có thể phản ứng với các ester, đúng không? Với ester thì chúng ta có thể sử dụng cả hai loại xúc tác, đó là axit hoặc là bazơ đều được nhé. Một trong hai loại xúc tác này. Đối với loại thứ hai chúng ta sẽ thủy phân hình anh thế nào, là thủy phân đường hay là cách khác là các carbohydrate. Carbohydrate này thì mình phải là đường đôi hoặc là đường đường đa, đúng không? Carbohydrate. Thế thì đối với carbohydrate thì xúc tác của chúng ta phải là H cộng hoặc là enzyme cũng được. Và loại thứ ba của chúng ta đó là các cái anh peptide. Đó, peptide. Peptide này thì cũng là một anh khá đặc biệt, các bạn có thể sử dụng xúc tác là axit, bazơ hoặc là các enzyme.
thì sản phẩm của phản ứng thủy phân peptide nó sẽ phụ thuộc vào cái xúc tác mà chúng ta sử dụng. Thế thì ở đây mình sẽ có những anh nào thuộc nhóm các đường đôi nhỉ, chúng ta có các saccharose. Đây, chúng ta sẽ có sacca. Glu thì sẽ không điện phân không thủy phân được do nó là một đường đơn mất rồi. Chúng ta có este. Este ở đây thì mình có ví dụ như là chính là anh etin format. Nó sẽ có anh etin format. Đúng không? Đó, anh thứ hai. Và anh thứ ba chúng ta đây chính là anh peptide. Cụ thể ở đây là một tripeptide. Ala, glin và ala. Ở đây thì họ muốn hỏi thêm các bạn một câu nhé. Đấy là để thủy phân được một anh ala, glin, ala như thế này, chúng ta sẽ cần mấy phân tử nước? Nào, ở đây hỏi thêm nữa nhé. Sẽ cần mấy phân tử nước nhỉ? Một anh tripeptide sẽ cần hai phân tử nước, đúng không? Đó, nó có hai liên kết mà, các bạn nhìn này, nó có hai liên kết thì nó sẽ cần hai phân tử nước. Vậy thì câu số 14 này, các bạn hãy chọn thay phương án là phương án C là chính xác. Đấy là số chất mà nó sẽ phản ứng được với anh CuOH hai lần. Đấy thì đó, đấy là số mà anh mà chúng ta sẽ bị thủy phân trong điều kiện khác nhau. Tự dưng lại nói CuOH hai lần, đây, bị nhầm câu trên mất rồi. Câu số 15. Câu số 15. Câu số 15 của chúng ta đấy là một câu liên quan đến, cũng là một câu đếm. Nhưng lần này là đếm số chất có khả năng tham gia vào phản ứng trắng bạc. Phản ứng trắng bạc. Các bạn còn nhớ điều kiện trắng bạc không nhỉ? Một chất mà nếu mà muốn phản ứng với AgNO3 trong điều kiện NH3 mà tham gia phản ứng trắng bạc. Nghe được bạc. Thì đơn giản đấy là những anh mà có cái nhóm CHO. Sẽ có nhóm CHO. Hoặc là HCO. Đó. Những hợp chất nào mà có hai cái nhóm trước này thì có khả năng tham gia vào phản ứng trắng bạc. Ở đây thì chúng ta sẽ điểm nhanh qua nhé. Mình sẽ có những anh nào nhỉ? Có CHO thì mình sẽ có anh Sắc-ca được không? Không, Sắc-ca không thủy phân, không tham gia vào phản ứng trắng bạc. Gluco thì được. Anhydride acetic, anh này được. Công thức của nó, đây là một chất của lớp 11, thầy sẽ nhắc lại công thức cho các bạn. Đó là CH3CHO. Khá đơn giản, các bạn nhìn thấy cụm từ anhydride thì chắc chắn là nó sẽ trắng bạc rồi, đúng không? Glycerol là một polyancol, không. Ancol ethylic không, acetylene cũng không, fructose thì có. Vậy thì câu số 15 này đáp án của chúng ta là phương án A. Về công thức của anh acetylene này thì là một anh ankin thôi. Đó, nó cũng không có CHO hoặc là HCO gì cả. Ancol ethylic thì anh này là quá quen thuộc rồi đúng không? Cũng không. Còn anh glycerol của mình thì là một anh ancol ba chức. Cũng không. Đó. Câu 15 này các bạn hãy chọn ra phương án A là chính xác. Mấy câu đếm mới dễ sai nhỉ? Có bạn nào đã bị sai chưa? Câu số 16. Câu số 16. Chúng ta có một loạt các chất. Để bài học các bạn là số chất phản ứng với dung dịch HCl. Thế thì các bạn phải hiểu là dung dịch HCl của mình thì có gì? Tức là sẽ có nước và dung dịch H cộng và cả Cl trừ. Ở đây thì chắc là HCl thôi. Thì là ý ở đây là một axit mạnh. Các bạn nhớ không? HCl của mình là axit mạnh thôi được. Thì viết này đi. Thế thì đối với dung dịch HCl thì các bạn xét phản ứng ấy, thì các bạn có thể xét phản ứng đó là axit mạnh để axit yếu ra khỏi muối hoặc là gì nhỉ? Hoặc là cái phản ứng thủy phân. Thế thì điểm qua các phương án ở đây chúng ta có metin amin alanin, metin ammoni là một muối và natri acetat cũng là một muối. Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Mình sẽ có những anh nào có nhóm NH2 ở đây, chúng ta có anh CH3 NH2. Anh này thì phản ứng được với HCl đúng không? Tạo ra muối CH3 NH3 Cl. Anh tiếp theo là anh alanin. Alanin nó cũng có nhóm NH2 ở trong cấu trúc của mình, NH2 C2H4 và COOH. Anh này tất nhiên là cũng phản ứng được với HCl rồi. Các bạn sẽ thu được là NH3 Cl C2H4 và COOH. Được chưa? Nó sẽ chủ yếu phản ứng vào cái nhóm NH2. Thế với hai chất đằng sau thì sao? Chúng ta có metin ammoni clorua. Mình có cái muối là metin ammoni clorua. Đây. Anh này thì có phản ứng với HCl hay không? Câu trả lời là không. Đó. Không phản ứng. Metin ammoni clorua. Bởi vì nó đã muối clorua sẵn rồi. Các bạn không thể dùng HCl đẩy cái thằng HCl ra được. Tiếp đến natri acetat, anh này là một anh muối, chuẩn chưa?
Cái này mình có thể thu được từ phản ứng thủy phân trong môi trường bao giờ. Thế thì nó thực ra cũng chính là muối của một axit yếu. Đó, gốc axit yếu này, các bạn nhìn nào. Mình sẽ thu được axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối. Đây. Axit yếu và muối của mình là NaCl. Đó, các bạn nhìn thấy gốc axit yếu chưa? Các axit hữu cơ của mình nhá, thì đều là các axit yếu. Đó. Như vậy câu 16 này các bạn hãy đáp vào thầy câu A là chính xác.